Có những món đồ chơi Diana giúp cho sự sáng tạo của trẻ. Mình là siêu anh hùng. Chúng tôi sẽ cứu bạn. Yeah! Wow! Roma, Diana, đi ngủ thôi con. Đi ngủ hả? Không. Vào đây nhanh lên. Diana. Dạ con biết rồi mà. À, mình có cách rồi. Ba ơi ba, nhìn nè. Đến giờ ăn rồi. Roma, Diana, dọn dẹp phòng của con đi. Chén dĩa. Đổi lấy đồ chơi mới. Dạ được. Xin chào.
hết cuốn sách này sẽ có búp bê mới. Chơi Diana đáng yêu hiện có bán tại các cửa hàng. Vì vậy có rất nhiều búp bê và bức tượng nhỏ để sưu tập. Mỗi món được bán riêng lẻ. Video này có những món đồ chơi Diana giúp cho sự sáng tạo của trẻ.